Dạ Vũ xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chiều hôm nay Vũ vô nhà của anh Duyên ở ấp Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay Vũ vô quay cái video để nhờ cô chú anh chị mạnh thường quân gần xa trong nước và ngoài nước xem xét giúp đỡ giùm. Tại vì anh Duyên thì có hai đứa con sanh đôi, nhưng mà lúc mẹ bệnh á, mẹ của hai đứa bé bệnh nặng quá rồi chết, rồi mổ hai đứa bé ra sớm quá, thành ra bây giờ em bé gái thì nó không có cái lỗ ghèn, còn bé trai thì não bị yếu, thì hàng tháng là phải đi lên thành phố để mà lấy thuốc điều trị. Mà hoàn cảnh của anh Duyên giờ thì rất khó khăn, anh Duyên đi làm hồ thì có lúc làm lúc không, cũng không có được nhiều tiền thì để mà lo cho hai đứa bé. Thì hôm nay Vũ vô quay cái video, giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn đi theo Vũ đi vô nhà anh Duyên thăm hai đứa bé. Rồi giờ Vũ vô tới nhà của hai đứa bé con anh Duyên. Dạ thưa dì Hai, mới vô. À, con dạ, con chào anh Duyên. Dạ. Mới vô anh Vũ. Dạ mới vô anh. Dạ. Đây bé gái ở nhõng nhẽo quá vậy con. Đây, hả? Nhõng nhẽo tới 10 bữa lận Vũ hai dạ. Đứa ỉa. Hai đứa bị bệnh hả dì Hai? Ỉa ỉa rồi đi chạy chạy dạ. Bớt rồi. Rồi bé trai nè. Trời ơi nó ỉa thấy sợ luôn em ơi. Dạ. Hết hồn hết chía nữa. Bữa nay hai đứa nó lật mạ cứng rồi hả anh Duyên? Nó tường tường trường rồi chứ dưới ngồi dạ. Chưa có được bò mà chưa đứng chững nữa, nhưng mà lật được rồi phải không? Lật được dạ. Đánh trống hả? Đánh trống hả? Giỏi dữ hả? Mấy gì nó đâu thấy vậy rồi mua cho cái này kia chơi vụ chơi đó. Ừ, ăn bánh kìa. Ăn bánh rồi con. Ăn bánh này dạ. Này sổ rồi đó mới lớn mày. Bệnh hổm rồi hả gì ai? Bệnh này đó tận anh Vũ này dạ. Từ hôm mới dây dưa nay 10 bữa dạ. Ngày hôm qua đừng không hết cái mừng vô phương coi hồi trưa này hai đứa làm một lượt hai cái chuồng gì dạ. Nội cha ơi ta nói hôm nay cầm bánh ăn gà cưng không thưa con dòm đây nè. Ờ ra ra này cho chú coi đẹp tay vậy không dì Hai hổm rồi khỏe không? Dì Hai hổm gài yếu hơn mọi lần nhiều Vũ ơi. Dạ. À, ngày lớn tuổi rồi đừng không cái chóng mặt cái rồi vô chai nước biển cái rồi làm luôn hả? Dạ. Rồi Duyên nè cha nó chở đi qua nhà lai chiếc nay cũng ba bữa rồi mà sao hồi xưa giờ nó đừng không cái nó lạnh. Dạ. Lạnh lạnh gần hồi nó nóng nóng làm gì nó làm sốt nha. Dạ. Chứ tôi ở nhà đâu được, tôi chạy tới chạy lui tôi. Hôm nay gì có đi bán không? Đi được bữa rồi về Bình Luân nè. Dạ. Nói lúc gà cha nó yếu mần lắm, bị gì mưa gió với nhà họ mần lần lần cũng còi đó Vũ. Dạ. Rồi thấy nó hơi ở nhà giữ em đi, tôi chạy bán bữa cũng được 50. Thì ví dụ mình có 50-30 nữa mình mua cá về ăn cũng được 3 ngày, chiều nay nữa 3 ngày. Dạ. Nhờ mình có mình ăn. Chứ còn nó ở nhà mình ở nhà nó thì có thí dụ 1 triệu bạc để mua cho đủ 3 hộp sữa em. Đâu dám tha ra Vũ ơi. Dạ. Để có chi ăn nấy. Mình nhịn được cho mấy đứa bé này đâu có thiếu được. À, vậy đó, đi thành ra hỏi vậy nói gì à, gì mạnh gì chạy kiếm cá ăn không hết vậy đó. Dạ. Đi mua chuối mua đồ bán lại ha. À, đi ra chỗ đồ lộ đó đi mua cái gì Hai không có ngồi bán ở đó đẩy dài dài cái người ta thấy cái người ta mua giùm ha. Dạ. Trời ơi dì Hai bán lời dữ lắm rồi bật tâm lận bị gì hỏi mà bán cái chuối như quán con nói đôi 15 ngàn. Này bà ơi 20 mà lấy đi 15 chi cho dạ, luôn đó. Cho thêm 5 ngàn nữa ha. À, còn ơi chú kia lấy hai nãy lấy 30 nó vô cái giấy tâm nhét nó bỏ đi nha.
đang nỉ nó lấy lại nó không lấy. Dạ, thấy gì hai hoàn cảnh khó khăn thì người ta thành ra gì hai cũng đóng góp phục vụ thêm. Thấy già cả đây chứ không biết em mình không biết cháu, nhưng mà thấy già đi tận cùng rồi gì đi mua bán thì cần gì có cá ăn cũng hết vậy. Mình ở nhà chi mà ba bữa gà túi đi thì không nổi. Dạ. Thì anh Duyên, hai đứa bé này là giờ hàng tháng phải đi thành phố hả anh Duyên? Dạ, tháng đi thành phố anh Dũng. Con đứa thì bên não, thị não. Dạ. Còn đứa thì nó không có lỗ ghèn. Dạ. Hai con đứa bé gái này là hai cái lỗ ghèn là không có luôn hả anh Duyên? Dạ, không có luôn. Giờ mình phải đi làm cho nó xôi lỗ ghèn. Dạ. Rồi xôi đâu phải tốn tiền. Dạ. Là người ta có nói khoảng nhiêu tiền không anh Duyên? Nói chung ta cũng chưa có nói nữa anh Vũ, nhưng mà ta nói là làm phải tốn tiền rồi đó. Dạ, nhưng mà tại vì nó chưa tới tháng đủ Mỹ làm được phải không? Dạ, đúng 15 tháng mới ra làm, giờ cũng mới có 12 tháng á. Dạ. Mình mới đi khám hồi báo vậy thôi, chưa biết là giá cả bao nhiêu vậy đó. Tại hồi lúc đó mổ ra nó còn nhỏ quá hả anh Duyên? Dạ, lúc mổ nó mới 26 tuần, thì cũng mới có 7 tháng. Dạ. Mẹ nó yếu á, mổ cũng như cứu mẹ. Rồi cứu mẹ không được, rồi giờ dưỡng được hai đứa nhỏ. Dạ. Anh Duyên lại dòm lên nè anh Duyên. Rồi mỗi lần đi vậy là nhiều tiền không anh Duyên? Dạ, đi một chuyến là 4 triệu, là tiền thuốc 2 triệu, tiền xe 2 triệu là 4 triệu, một tháng là đi một lần. Dạ. Dạ. Thì lúc rồi anh làm hồ đỡ không? Dạ cũng có làm mà nhiều khi từng ngày hai ngày chứ không có nhiệm vụ, bị mưa gió chứ giờ nhà cửa là hết rồi không làm. Dạ, cũng như người ta cắt lần lần nó cũng hết rồi phải không? Dạ. Thì vậy thì cũng quá khó khăn anh Duyên, đi lo cho mấy đứa này. Dạ, nói chung giờ làm không được, không có tiền cũng lo sữa sụng rồi tị bệnh nữa anh Vũ. Một tháng thì tính ra 5 triệu tiền sữa, rồi lớp nào tiền tị bệnh cho nó hai đứa nữa. Cũng bật 5-7 triệu nữa, là cả chục triệu một tháng. Mà làm này bắp bên nó khó. Dạ. Anh Duyên chỉ có làm thợ hồ thôi chứ ngoài ra đâu có còn thu hoạch cái gì nữa ha? Dạ không, chỉ có làm hồ thôi mà anh Vũ, chứ không có làm gì hết. Dạ. Ừ. Kêu à, kêu chú hả? Bé gái này mọc hai cái răng rồi. Dạ, hai cái rồi hàm trên cũng có nữa chú. Hàm trên mấy cái rồi vậy? Hàm trên 4 cái rồi. Còn bé trai là cũng như là bị yếu não hả anh Duyên? Dạ, bé trai thì nó yếu não anh Vũ. Rồi cứ một tháng đi lấy thuốc, là thuốc đi từng xe luôn là 2 triệu. Dạ. Thuốc xe luôn là 4 triệu. Dạ. Thuốc 2 triệu, từ xe là 2 triệu. Là đi một tháng lấy về để dành uống. Dạ, uống tháng, tháng là đi nữa. Cứ 4 tháng là lấy thuốc. Thì người ta có nói uống bao lâu không anh Duyên? Hay là... Dạ, uống không, chừng nào nó uống rồi thì lên khám thôi, nó hết rồi, khỏe rồi thôi. Dạ, chừng nào bác sĩ nói khỏe rồi thôi, chứ còn giờ là phải uống suốt. Dạ. Không có cảnh nào mà khổ khó khăn với gì hết trơn á Vũ ơi. Dạ. Em... hai thì già, thằng này thì bằng con mình, rồi hai đứa vậy nữa thì cũng nhờ thôi bà con cô bác anh chị em có lòng hảo tâm giúp đỡ cho hai đứa cháu này thì hai rất cảm ơn, chứ giờ hai mằng không nổi, có ai cho hai 20-30 cũng mua cá lặn khô cho nó đi mằn về nó ăn chứ đâu có tiền đâu. Còn tiền sữa thì cũng nhờ cô bác chị em cho với cha nó mặn rồi dành dụm tới từng lãnh để đó coi có thiếu cái chạy lại mua, cái tiệm cũng gần đây. Dạ. À, vậy đó thì cũng giờ biết nói làm sao, giờ con cháu mình thì mình phải lãnh, nhưng mà cũng nhờ cô bác đi
anh chị em cô bác có lòng hảo tâm giúp đỡ cho hai đứa nhỏ chút xíu đặng mà nó thuốc men năm vài năm nó tậm tậm rồi thì mình chế sữa mình cho nó ăn uống được, còn giờ nó còn đang bệnh quá cũng không phải là đi lại đây nó bò bò qua cha đi. Tối nó không chịu ngủ ai trơn á, nó kêu ba cha nó ngủ với cha không à. Quen rồi, quen rồi. Thằng này làm bộ đắp mền phủ đầu phủ đất đất lại cái nó lại nó dở đừng dở mền ra phải cha nó rồi cái nó nằm giữa nó ngoài đó để cho em để canh con ăn hết rồi ha con rồi. Cắn à, cắn à. Cắn bọc luôn. Ôi. Chạy đi. Lớp nào xe ơi, lớp nào con đùa nè. Mấy gì mấy. Đây bò lại đây, bò lại chú nè. Bò đây. Đây lại đây. Cái này để làm gì đây? Cái quýnh trống hả? Quýnh trống vô vũ coi coi. Quýnh đi. Quýnh hai tay coi, quýnh con tay hả? Quýnh hai tay đi con. Quýnh đi. Bán mà lỗ ba mấy ngàn. Rồi quýnh đi, quýnh đi cho vũ coi coi, quýnh coi. Vũ coi à. Quýnh coi. Là quýnh cái cân. Ừ. Quýnh đi. Rồi. Một hai cái răng trên, hai cái răng dưới. Vậy nè. Răng nó lao quá chú ơi. Quýnh này, quýnh này, quýnh trống đây. Dạ, hôm nay hai đứa bé này là được 1 tuổi rồi hả anh Duyên? Dạ, hôm nay cũng như là 10, 13 tháng anh Vũ. Dạ. Tại nó sinh non á. Dạ. Đáng lẽ nó nay là chưa được 1 tuổi. Dạ. Rồi tại nó ra sớm 2 tháng mấy, thành ra nay được 13 tháng. Dạ. Gì vậy con? Gì vậy? Cái bánh em có gớt đâu đó, không giận cho em đó. Làm gớt bánh. Thằng này lấy đây mà. Chị lấy vô lấy cho em coi. Trời, vô lấy cho em. Lấy cái khác nếm. Bò quá. Đừng để nhiều. Sao dành không. Bò đi. Ê, xích ra dành bò đi. Bò. Để em bò không? Bò đi, bò giỏi. Nè, nằm xuống theo bò với anh đi. Ừ. Con bò đi. Bò lại đó lấy đi. Bò lại đây lấy bánh. Đây, lấy đồ chơi đi. Lại lấy bánh ăn đi. Nằm chỗ. Bò. Rồi, bò lại. Bò lại coi. Trả vô đi con, trả vô, bò vô. Bắt nó vô anh Duyên ơi. Hoàn cảnh của em cũng hơi khó khăn, giờ em cũng mong nhờ các anh các mạnh thường quân thì gì giúp đỡ cho cha con em. Em cũng xin cảm ơn. Nó giữ hai đứa này cũng cực dữ ha. Dạ, cực lắm anh Vũ ơi. Giờ nó đeo suốt rồi đâu có đi rồi được. Với nó chơi vậy nó cũng quýnh lộn nữa chứ. Hai đứa ngồi gần là nó quýnh. Chứ đâu phải mà nó ngồi vậy nó im đâu. Quay. Anh Duyên bữa nay em vô thì có anh Minh ở bên Úc á. Thì anh có gửi cho anh 1 triệu để phụ tiền xe cho mỗi tháng anh đi khám bệnh cho hai bé. Dạ. Dạ
em cũng cảm ơn anh Minh đã cho em 1 triệu để phụ sửa sườn dừng xe rồi cho hai đứa nhỏ. Dạ em cũng cảm ơn anh Minh. Thôi để rách tiền hai đứa vậy em. Đã coi chân rách rồi anh Duyên ơi. Đừng cắt. Dạ. Thôi cầm về đây. Cắt rồi, thôi cắt đi. Trời ơi, phải đứa này cầm, đứa kia cầm mới chịu à. Hai đứa nó vậy á. Giữ à. Dạ. Dành. Dạ thôi Vũ cũng xin kết thúc cái video này. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Thì Vũ cũng nhờ là cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gần xa trong nước và ngoài nước xem xét giúp đỡ dùm cho hoàn cảnh của anh Duyên. Hiện giờ cũng rất khó khăn. Thì hàng tháng anh Duyên phải bao xe đi thành phố để lấy thuốc với khám bệnh cho hai đứa bé. Mà hiện giờ anh Duyên làm thợ hồ thì cũng không có được điều, thành ra cũng không có đủ tiền để mà hàng tháng mà đi khám bệnh cho hai em bé. Thì Vũ cũng nhờ cô chú anh chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ giùm.